người Kinh cùng các dân tộc anh em đã và đang chung tay xây dựng Lâm Đồng nói chung và thành phố Bảo Lộc nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tình yêu giữa cây và đất, giữa con người và thiên nhiên đã đâm hoa kết trái. Những mầm non sinh ra trên mảnh đất cao nguyên, chắc chiu tình yêu của đất mẹ, quê cha đã trưởng thành mạnh mẽ. Từ những mầm non giờ đây đã lớn lên, đã trưởng thành, tạo thành cả rừng già. Buôn làng giờ đây đang chung tay xây dựng thành phố mới.